Chúc mọi hạnh phúc trong 2 năm bên nhiệm mình. Xin mời Trường Sang hãy chia sẻ nhiều hơn về hành trình 2 năm vừa qua của bạn. Lần đầu tiên thì Châu Sang xin gửi lời chào tới các quý vị và các khán giả đang xem livestream tại buổi báo hôm nay. Thì thực sự là trong 2 năm vừa rồi thì em nghĩ là đây là 2 năm đáng nhớ nhất của cuộc đời em. Bởi vì là không chỉ là còn được trải nghiệm và được đồng hành cùng với Miss World Việt Nam 2019, mà bên cạnh đấy thì nó còn có những cái dấu mốc, những cái dấu tấm quan trọng nhất mà em nghĩ là của thanh xuân của một người con gái. Và em hy vọng là Miss World Việt Nam 2021 sẽ diễn ra một lần nữa, thành công hơn nữa, và sẽ có thể tìm đưa được cho những bạn nữ, những bạn trẻ những cái kỷ niệm cũng như là những cái trải nghiệm quý giá như là em, cũng như là Top 30 Miss World 2019. Những tràng pháo tay thật lớn khi được chia sẻ vừa rồi với quý vị. Và dù lời đầu tiên cho phép Minh Thùy Linh xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị khách quý đang có mặt tại buổi họp báo ngày hôm nay, cũng như là các khán giả đang theo dõi trên livestream. Linh cảm thấy 2 năm qua thực sự trôi qua rất là nhanh, và Linh cảm thấy biết ơn với tất cả những gì đã đến với mình từ một cô gái rụt rè, một cô sinh viên đại học rất ham học, rồi như chị Diễm Trang như cả cô gái cao kiều. Thì xin thưa các bạn là Linh vẫn là những hình ảnh đó, nhưng mà trong Linh đã có những sự trưởng thành hơn, giờ có thể gọi Linh là một cô gái chứ không phải một cô bé nữa, đã có những cái suy nghĩ khác, đã biết nghĩ cho nhiều thứ hơn, biết trưởng thành hơn.